Các cụ dạy cấm có sai, có công mài sắt có ngày lên xà beng. Đã dốt lại còn văn mít thơ, có công mài sắt có ngày lên kim. Xà beng với kim thì cũng na ná nhau, làm gì mà mình cứ phải bắt bẻ tôi. Thế này, lên thành phố học là cứ phải cẩn thận, trên đấy là phức tạp lắm chứ không như ở quê mình đâu. Thầy U yên tâm, con biết rồi. Lên đấy ra đường là phải nhìn trước ngó sau, tiền bạc cất kỹ không là bay màu, nhớ chưa? Lên đấy không được yêu đương gì con nhá. Thầy U là đặt hết niềm tin hy vọng vào con đấy. Mày mà ếch lên là khổ cả lúc. Thầy không phải lo. Phỉ phui cái mồm anh đi, ăn nói vớ vẩn. Vớ vẩn là vớ vẩn thế nào? Bọn thanh niên cả lơ bây giờ là nó ghê lắm, không cẩn thận là vào càng ngay. Đấy, nói đâu xa, con Mận nhà bà Đào lên thành phố học không biết thế nào bụng to. Vừa rồi đẻ được một thằng cò, thấy bảo là bố thằng bé là bạn cùng lớp ở tận cửa lò Nghệ An. Có phải ai cũng như ai đâu mà mình cứ lắm nhọt. Đi thôi con. Đi. Mẹ đợi con với. Con chào thầy, con đi học. Cẩn thận không thừa đâu. Nhớ lời bố dặn hến nhá. Lên đấy học hành vất vả thì cố gắng ăn uống nhiều vào con nhá. Thiếu thốn gì thì cứ alo cho mẹ. Vâng, con biết rồi. Vô đi. Đấy, ngồi xin lắm. Vô đi. Chào cô em, mới ở quê lên hả? Sao chú biết? Thì người cô em toát ra cái vẻ thôn quê. Nào là mùi lúa, mùi rau, mùi phân, mùi đạm nó quyện vào nhau tuyệt vời. Thôi, chú tránh ra đi để con còn đi tìm phòng trọ. Thế là cô em gặp đúng người rồi đấy. Quanh khu này, nhà tôi rất nhiều khu trọ. Đi theo tôi giới thiệu cho mấy phòng ngon bổ rẻ. Tôi cũng là người nhà quê lên đây, nên là cũng quý người nhà quê lắm. Đi theo tôi. Đây là khu trọ nhà tôi. Điều hòa bằng khí trời mát lạnh cả ngày. Điện nước đầy đủ. Đặc biệt là an ninh thì vô cùng đảm bảo. Các phòng đều được trang bị khóa bằng cảm biến vân chân vô cùng chắc chắn. Thế bao nhiêu tiền một tháng hả chú? Giá cả thì yên tâm. Người khác là tôi lấy 3 triệu. Nhưng mà thương cô em ở quê mới lên, tôi lấy 3 triệu mốt. Sao đắt thế? Không đắt đâu em ơi. Chỗ khác nó còn 45 triệu. Giờ đang mùa nhập học, không nhanh là hết phòng đấy. Thế chú cho cháu đặt cọc trước một tháng nhá. Thôi được rồi, đưa tiền đây để tôi về tôi lấy chìa khóa cho. Đây, chú cầm hộ cháu với. Thế đợi ở đây nhá. Sao lâu thế? Cháu đi đâu mà ngồi đây? Cháu thuê trọ ở đây, đang đợi anh chủ nhà về lấy chìa khóa, mãi chẳng thấy ra. Đây là dãy trọ ở nhà bà, mày ăn quả lừa rồi con ơi. Học sinh khi mới nhập trường, cứ phải cảnh giác cái bọn bất lương nó lừa tiền. Tin người quá là sẽ gặp lắm ưu phiền. Thôi cứ vào ở đi, khi nào có tiền thì trả bà. Khổ thân quá, vào ở đi con nhá.